212天. Ngày 212. Tận mắt nhìn thấy đấy, hãy nghe và nhắc lại. 亲眼看见的. Chín. Yán. Kàn. Jiàn. De. Chín yán kàn jiàn de. Chín yán kàn jiàn de. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cài đặt. An trang. Phiền phức, phiền. Má phản. Vị của đồ ngọt. Thiên phiền đỡ quầy tảo. Nói chung là. Tổng chứ. Nhớ thông báo cho chị. Chị đỡ thông chứ của. Vẫn luôn luyện tập nói tiếng Trung. 一直练习讲中文. 一直练习说中文. Khó trách, chẳng trách. Nán quải. Chọn chuyên ngành. Chuyển chuyên nghiệp. Liên hệ ngay. Mà sang liên xì. Tối nay ăn lẩu buffet. Chi hoàn chư tự chủ hồ cua. Sau đó. Rán khẩu. Chắc là có không ít. Yên gái yếu bù sào bà. Tạm biệt chú. Sú sú zài jiàn. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Bàn gà xào sứ zài zào zào. Lâu lắm không ăn lẩu kiểu Trung rồi. Hào chiều mới chứ Trung sư hồ cua lợ. Bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc. Trung Quốc phong đờ chan chù. Có một số gần như đều chưa từng sử dụng qua. Yếu ý xie chi hù tâu mấy sử dụng của. Đùa. Khai quán xạo. Không có ấn tượng gì cả. Yì điểm yìn xiàng yè mèi yǒu. Trên giá sách. Shú jiā shàng. Tầng trên cùng, ngăn trên cùng. Zuì shàng miàn yì cěng. Mấy hôm trước vào tìm quyển sách. Qiān jǐ tiān jìn qù zhǎo běn shū. Tận mắt nhìn thấy. Qīn yǎn kàn jiàn.